Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình đã về tới Sài Gòn rồi. Hôm nay mình sẽ đi ra phố đi bộ Nguyễn Huệ quay một vòng cho mọi người xem nha. Hiện giờ mình đang đứng ở tòa nhà Dai Urban Plaza. Và phía bên kia là nhà thờ Đức Bà. Hiện giờ nhà thờ Đức Bà đang trùng tu lại. Đây là Ủy ban Nhân dân quận Nhất đây. Hiện giờ nhà thờ Đức Bà đang được trùng tu này. Ở đây có khu nhà sắt. Đây là ủy ban gì này? Không, đây là bưu điện đúng không ạ? Đây là bưu điện thành phố. Đây là bưu điện Sài Gòn ạ. Và đằng kia nhà đằng kia là tòa nhà Bitexco. Nhà thờ Đức Bà đang được trùng tu. Người ta đốt rừng cây nè, chụp hình nữa, hát đầu kia mẹ. Chưa, đủ hết chưa? Đấy, đúng không? Anh cũng như lấy cái màu đấy, em lấy như anh nhá. À, đây là thương Đức Mẹ, ở trước nhà thờ Đức Bà. Mia đứng vô đây, Mia đứng vô đây, chụp này, chụp cho Mia này, đứng vô. Mia đứng vô đi, đứng vô nè. Mia đứng vô, chụp nè, cười đó, cười. Rồi, quay nè, cười nè. Chụp rồi. Coi con pizza con xem nào. Đêm nhớ về Sài Gòn, thành phố phường buồn xưa chưa nguôi, những con đường thèm đôi chân vôi,
đã bao lâu chờ đợi, đường im nghe quá khứ trong sao, đường chia ly vẫn ngóng tin nhau, tình lẻ loi canh thông. Đêm nhớ về Sài Gòn, tiếng nhạc vàng gọi từng ấm xưa, ánh đèn vàng nhạt nhòa đêm mưa, ai sầu trong quán hoa, bóng mẹ em mờ mờ bên sông, mắt người tình một trời mênh mông, gửi bao nhiêu cho cùng. Yêu mẹ một khối tình quê, yêu em từng bước tình xê, đêm đêm mong thấy đường đi về. Ta như cậu bé mồ côi, có vui cuộc sống nhỏ nhoi, có quên ngày tháng lẻ loi, để lớn để đêm đêm nhớ về Sài Gòn, thấy mình vừa trở lại quê hương, đã gặp người một trời yêu thương, cho lòng thêm chút ấm, thấy bạn bè thèm ngồi bên nhau, nhắc chuyện đời chuyện người thương đau, tình chia trong đêm sầu. Parkson. Đô Chắn, hiện giờ người ta kêu là Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà hồi xưa thì tên có tên là Tòa Đô Chắn, Sài Gòn. À, trước mặt quý vị là Ủy ban Nhân dân thành phố, à, hồi xưa là kêu là Tòa Đô Chắn. Đối diện là tòa nhà 68 tầng Bistexco.